Thách thức pháp luật, vũ trường V18 vẫn tổ chức nhảy và múa cột. Mặc dù bị rút giấy phép nhưng nhiều ngày nay vũ trường V18 vẫn ngang nhiên sáng đèn, tổ chức nhiều hoạt động cho các cô gái ăn mặc hở hang, múa cột, nhảy nhót bất chấp pháp luật. Sau hàng loạt vụ đâm chém gây mất an ninh trật tự tại vũ trường V18 Club, trong đó có 4 vụ khởi tố vụ án, bắt hàng chục nghi can, chính quyền thành phố Cần Thơ ra quyết định đóng cửa vũ trường này kể từ ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, đến đêm khuya ngày 5 tháng 4 và rạng sáng ngày 6 tháng 4, vũ trường này vẫn sáng đèn với nhạc ầm ĩ, dân chơi nhảy cuồng loạn, đặc biệt là những màn múa cột của các vũ công thiếu vải vẫn ngang nhiên diễn ra, thách thức chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ. Sau vụ giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 8 tháng 12 tại vũ trường V18 Club, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nạn nhân bị giết chết là khách đến vũ trường chơi tên là Nguyễn Kim Sáng, sinh năm 1984, thì cơ quan điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt ít nhất 8 đối tượng có liên quan, đó là các bị can Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Đình Hữu Đăng, Huỳnh Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Hậu, Dương Tuấn Kiệt, Phạm Duy, Đoàn Trung Hiếu để điều tra về hành vi giết người, và Bành Hùng Anh, 28 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ về hành vi cố ý gây thương tích. Do đây là vụ án thứ tư xảy ra tại vũ trường này, đồng thời là điểm nóng nhất mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại bến Ninh Kiều, biểu tượng du lịch của thành phố Cần Thơ, gần sát tượng đài Bác Hồ, cặp bên chùa Ông, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và nằm ngay giữa khu dân cư, nên công an đã nhiều lần đề xuất dẹp bỏ vũ trường này, nhưng không hiểu sao vũ trường vẫn ngang nhiên hoạt động. Điều đáng nói là vũ trường hoạt động sai với những văn bản quy định của pháp luật nhưng vẫn tồn tại từ năm 2014 cho đến nay. Cho đến vụ án giết người xảy ra vào tháng 12 năm 2016 vừa qua thì ngành văn hóa Cần Thơ mới quyết liệt ra thông báo và quyết định rút giấy phép vũ trường này kể từ 31 tháng 3 với lý do gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên sau đó nhiều người cho báo Gia Đình Việt Nam biết vũ trường này vẫn còn mở cửa hoạt động và thách thức dư luận và pháp luật, thậm chí khách còn vào đông hơn, hoạt động táo bạo hơn. Một cán bộ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ cho biết, mặc dù đã bị rút giấy phép hoạt động vũ trường, nhưng phía vũ trường vẫn hoạt động quán bar ngay tại địa điểm trên, nhưng không có sàn nhảy, vẫn bán bia rượu. Để tìm hiểu thực tế việc bất chấp pháp luật này, lúc 22 giờ ngày 5 tháng 4, chúng tôi đến quán bar V18, có vài người quản lý đứng trước cửa quán bar, trong đó có một quản lý bar đón chúng tôi và hỏi mấy anh đi mấy người và có đặt bàn chưa. Khi chúng tôi trả lời là chưa thì anh quản lý dẫn chúng tôi lên tầng 1 và nói: "Hiện đã có khách đặt ghế salon hết rồi, em sắp xếp cho anh một bàn đứng nha anh, cũng vui lắm." Từ cửa đi vào, căn phòng này được bố trí theo hình vuông, chính giữa là sàn nhảy có diện tích khoảng 12m², được bao bọc bởi 3 hàng ghế và một phía là khu vực của DJ. Bên trên căn phòng còn có gác lửng để khách có thể ngồi chơi và nhìn từ trên xuống xem các nhóm thanh niên nhảy múa và cuồng nhiệt. 22 giờ 30 phút, ba còn thưa thớt, nhưng kế bên chúng tôi vẫn có một số nhóm bạn trẻ đang lắc lư theo nhạc, hút si sa, phả khói như một màn sương mờ ảo. Dường như ngoại trừ bàn của chúng tôi thì các bàn còn lại đều có người sử dụng loại thuốc này. Đến khoảng 23 giờ 15 phút, khách bắt đầu vào đông, một số vũ công ăn mặc thiếu vải xuất hiện và chuẩn bị màn múa cột với thân hình gợi cảm, những điệu múa hoang dại. Các cô gái leo trèo chót vót trên cây cột thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Quan sát của chúng tôi khoảng 45 phút hoặc 1 tiếng, các cô gái lại bắt đầu với công việc của mình. Đến 0 giờ 30 phút, khách vào rất đông, lúc này nhóm bắt đầu bước ra sàn nhảy. Nhiều bảo vệ đứng chen giữa các nhóm nhảy để tránh các nhóm va chạm với nhau phát sinh cự cãi xung đột. Lực lượng bảo vệ xung quanh không cho chúng tôi sử dụng điện thoại di động chụp hình quay phim. Chúng tôi ra về lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 4, nhưng lúc này trong vũ trường vẫn còn rất đông khách. Vì sao vũ trường V18 Club nay vẫn hoạt động ngang nhiên mặc dù bị rút giấy phép kinh doanh? Nếu vẫn tồn tại trá hình với danh nghĩa quán bar, vẫn bán rượu bia quá giờ quy định, thì liệu an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bến Ninh Kiều có được khắc phục, vãn hồi? Câu trả lời cần được nhanh chóng đưa ra từ chính quyền thành phố Cần Thơ.